đường về cũng như ba cái địa điểm năm ngoái rất là nhớ, và trên đường về chúng ta có sức để trở lại những địa điểm này. Hôm nay đánh giá qua chúng ta sẽ cảm ơn cô giáo đã coi như là rất vất vả hai năm liên tiếp. Cô làm nhẹ
Yeah.